Ôi trời ơi, anh nhìn nữa, trời anh trời nhìn củ gừng đấy. Gừng. Củ gừng của người đây. Gừng gừng ta chứ không phải gừng gừng lai đâu nhá. Mà lá anh ơi, lá này cũng rất là ok nha. Gừng này cay lắm. Cũng không cay lắm anh. Cái này 33 triệu. 33 triệu quý vị nhá. Khẳng định là đúng. Cái cây này mà anh cảm giác mình nhắc sang cái bể đá mà giống cái kích thước này thì đẹp lắm nhỉ. Quý lắm, quý lắm. Ôi giời ơi. Mà tí cái là rồi. Mình vào đấy bao lần mà mình hôm nay mình cảm giác như lần đầu tiên nhìn thấy cây này. Có nhiều cây lắm anh ạ. Anh em ơi, thì gọi là hết tiền vì ấy thôi. Cây đẹp thôi. Em là cái thằng nó quá những cái gọi là hiện tại đang vị trí không có nắng nhá. Tại vì nó lắm quá làm gì có chỗ để đâu. Đó. Này 75 triệu nhá. 75 triệu. Mời quý vị đến với một tác phẩm sung nhìn có vẻ là bề thế đấy nhỉ. Quả ấy ra thấy một cái quả. Ui nhìn cái quả này nó ngon thế nhỉ. Nhìn nó có một chút nó vàng vàng mỡ mỡ và có vẻ như là rất là ngậy đây. Ngậy tuyệt đối. Đấy, một cây sung và phải thực sự một cây sung thực sự phải có giá trị là khi mình nhìn thấy nó có quả. Nó đẹp đến mấy thì đẹp. Rồi mời quý vị có quả có dáng thế đây rồi. Bán 25 triệu. 25 triệu. Cái này nếu mà kiểu muốn mua xuồng ấy mà anh thực sự được nước ấy. Thực ra là cũng nhiều quá mà phải kiếm cái gì ngầm nước. Thì nó quả nó cũng nghi nhích kìa, nhiều và lắm. Anh em để ý nhé, cái chất quả cái này là rất hay đấy. Cái quả. Đó, mình thích cái chất quả này. Hay quá. Đây là 25 triệu. 25 triệu quý vị nhá. Rất quần thụ. Sung là nó phải lực lực một tí nha. Đây đây, nó như kiểu thằng hoa thân gỗ cơ. Hoa thân gỗ. Nhiều bết, quả. Bết bền bệt rồi. Đấy. Ừ, hơn đến gọi. Quả này cũng là một loại quả ngon này. Đấy. Rất to luôn. Quả rất to. À, quả to lắm. Nó rụng xuống rồi ngang. Úi, quả này ăn béo lắm đấy. À, nhìn này, tất là kín chỗ. Ừ. Rụng nhiều. À, lăn lông lốc cả dưới luôn. Ừ. Đấy, mời quý vị. Cây sung. Cái sung là 12 triệu anh ạ. 12 triệu quý vị nhỉ. 12 triệu. Nó là một cái tiểu cảnh nữa đẹp. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. 12 triệu. Sẵn chửi ngựa đấy, phải ngâm nước này. Thời kia mà ngâm nước thì nhiều lắm nhưng mà cái... Nhưng mà có ngâm cái gì mùi thơm thơm nhỉ? Ngâm chuối anh ạ. Thơm thùm. Chuối. À, cái chuối này tốt lắm, cái chuối này cho bón cây tốt lắm. Em mua một nải chuối xong nó chín quá không ăn được. Thế là thôi thì cho bạn rồi. Chuối mà bón cây bón lan tốt lắm. Quả chuối đấy. Đấy, con mời quý vị, cái này có giá rồi nhỉ? 12 triệu. 12 triệu quý vị nhá. 12 triệu. Rồi, xem lục quý anh. Ôi cái này nó bổ khỉ nó lại ngược sáng tôi được anh đứng bên này. Cái này là đôn của nó hay sao đấy? Đôn của nó không xoay được rồi. Đồ quý. Đấy, đồ em đứng sang bên kia em giới thiệu để anh đứng đây cho đỡ ngược sáng. Em nói đây là đây là cái lưng nha. Cái tròn cái thân của nó ấy, nó cứ toàn u với sụn rồi nó không hề có một điểm trơn nào. Mà nó là cái sành quế xây dựng khoảng 5 năm nay rồi. Đó. Xây dựng một cái sành quế thì cực kỳ vất vả. Rồi. Đường chạy có vẻ làm cũng rất là tỉ mỉ đây. Vâng. Ok. Anh sao bên đây thì anh xoay vào thân thôi. Chủ yếu là cái này nó không có cái này nó không có đôn xoay. Không có xoay. Tôi phải chạy ra đây. Vâng. À, chủ yếu là la cái đường thòn mà. Xong mà tổng dáng. Anh bảo thòn nó cứ méo xẹo hết. Đẹp chưa này, cái dáng này. Wow, cái mặt này già lắm mình này. Đây này thì không biết bao năm tuổi. Nếu mà con này làm đi nó tiền tỷ rồi đây. Đúng rồi, con này đang định nói thế. Nhưng mà nói thế người ta lại nghĩ là mình là chê sinh quê. Nhưng mà nhưng mà thực sự là nó như vậy tỷ, thị trường nó sẽ không ở đây đâu ạ. Thị trường nó là như vậy đấy quý vị. Này, cái cây này. Cái này, thế cây này là bao nhiêu tiền? 101 anh ạ. 101, 110 triệu quý vị nhé. Vâng, 110 triệu. 110 triệu nhé. Quý vị sẽ thấy là cái chốt của nó là chuẩn hết rồi. Bây giờ thì thậm chí chỉ cần nửa năm sau quý vị quay lại nhìn cây này thì không khéo là cái giá đấy chắc là nó cũng lên. Nếu mà còn, đây là lúc ấy giá nó sẽ rất là cao đấy. Đó là một cái đáng chơi thôi anh ạ. Đẹp, cái dáng đã mê rồi. Nói chung là hôm nay quay ra hơi nhiều. Nhiều. Mà hơi tốt hơi anh nhỉ. Rồi, nói chung là cũng phải đăng từ từ, không có đăng nhiều anh em bội thực. Rồi. Hôm nay thì em đang bán là 220 triệu. 220. Vâng, đó là Nam Điên này. Đó thì nó đang vào những cái nước hoàn thiện cuối cùng. Em đang xếp bóng.
mời quý vị. Phải để lá mới xếp bóng để mà cái nào mà nó cho nó có độ cao thấp thì lúc xuống lá vẫn chơi được, mà lúc mà có lá cũng vẫn thành cái nếp đấy. Cây này thì quý vị sẽ hơi bị khó quan sát, nhưng mà nếu như nó còn ở đây thì chắc có lẽ là Tết năm nay em xuống lại là nó sẽ mượt để quý vị xem nó dễ hơn. Cây này là một cây rất đẹp và nhanh, gần như là nó sắp xong rồi, chỉ có chờ mít cái răm thôi. Anh sang mặt sau ấy, nhìn nó tiếp. Mặt sau nó hơi ngược sáng, nhưng mà nó mới là cái sự tròn bị và nó mới là đấy. Nhìn chưa, quá tuyệt vời. Được chạy của thân chính này cũng đẹp. Đẹp nhất là thân chính này, diễn rất đẹp anh ạ. Cái củ ngọn nó chạy lắc lắc lượng lượng. Tuyệt vời đấy, đẹp đấy. 220 triệu. Đấy, một bên cây quê, bên kia rất quý. Xong đến cây bên này. Xanh quê, bệ đá. Anh nhìn bắt đầu cái rễ bắt đầu lên màu bạc hết rồi. Được nắng hay là nắng mùa thu nhìn nó khác. Nhìn cái rễ này có khi còn cảm giác nó còn cứng hơn cả đá. Nhìn nó có giống đá hơn là đá. Hay cười là nhìn nó lên đá từ năm 98, tính cả là này. Hơn 30 năm. Sự bết bè này. À, nhìn thế này thì đúng là tưởng đá rồi. À, nó giống đá hơn là đá thật. Còn những cái này thì nó quá già nhỉ. Nó quá già đấy, em làm lại cái đường sườn và cũng đang rích rắc phết rồi đấy. Ôi, cái này thì lại nhanh xong thôi, vì là cái khung nó vẫn còn nó nguyên. Thì làm lại cái sườn thôi mà, tại vì cái sườn người ta uốn quá. Rồi. Thì về phải cắt lại hết. Một cái cây xanh có cái bệ đá rất đẹp. Đây, lại nói về cái sự già nhá. Ví dụ cái cây nam đi này, cái thần này, nó sẽ rất già, những cái tay này. Nó lại nó, nhưng mà anh nhìn xanh quê này. Ui chủ nó còn già như thần đấy. Xong thứ hai là em chia cái đường sừng đấy anh. Khá rụt rịt mà rích rắc nhá, không phải uốn đâu. Đấy, quý vị nha, ghi nhận. Cái gì đẹp, cái gì đầu tư là phải ghi nhận. Mà cái lá cái này đẹp thế anh. Lá đấy, lá dầu mổ đó đấy, mà nó vẫn cứ mượt mà. Cái này đáng trời, thực sự đáng trời. Mà cái bệ nó đẹp hai mặt. Đúng rồi, bệ đá với tạo hình đá cũng đẹp. Đẹp hai mặt nhá. Đấy, em vừa lấy quay mặt trước. Còn bây giờ là mặt sau, nhưng mà cũng chả có trước sau gì cả. Bởi vì nó tán thì xây dựng theo kiểu tự nhiên. Bệ đá thì cũng có hai mặt. Đấy. Xuất sắc. Thế nên là em nghĩ là đáng trời. Có giá chứ nhỉ? Thế này em đang bán 62 triệu. 62 triệu thôi quý vị. 62 triệu. Tuyệt vời, cái bệ đá chơi ngắm cái bệ không là thấy xưa. Hôm nay là anh em mình chia sẻ bộ ba, về sau em cũng sẽ có cái thời thi đấu này như bộ ba đâu rồi, à đây à, ai chà, nhiều thịt đấy nhỉ, thật tài nhỉ, wow. Nở nang ấy nhỉ, vâng. Nở nang ngu cục, tròn đầy chưa, hôm nay một người mà bê là không khéo là nặng đấy. nặng không bê được, chúng nó hơi đau lưng. Ôi, cái nơi thì em đang bán con lần lá ấy, lá cực đẹp nhá. Lá cực đẹp, con này em đang bán 55 triệu này. 55 triệu quý vị. Và còn cái con bên cạnh là 45 triệu, như con này thì nó lại cũng kiểu thần tài, tích tụ phát lộc này. Đấy, mà con này thì nó đủ hết cổ ngọn tay canh nhâm dầm rồi nha. Đấy. Con này thì nó hơi yếu tròn, mẹ con này em mới mùa mà nó nung ở hai mặt. Con này hiện tại thì đang cắt rồi nên quý vị chắc sẽ dễ tập hơn. Con này này, bộ bá là nó cái kích thước chiều cao tương đồng và cái nu cục đấy. Em bị kiểu bị cuồng. Bị cuồng một bên nhá. Cái này thì nó ghê giống bên hai cái kìa. Bởi vì anh xem này đây. Ai chà, ui mặt này nhìn cái da nó. Bỏ mẹ chưa. Đây nhìn này. Ôi rồi xanh lẹt. Lại nói về đấy, ví dụ như nam điên này. Thì nó sẽ trơn ở cái tay mới đúng không? Thế đến lúc hoàn thiện rồi nó vẫn trơn. Nhưng cơ này nhá, chỉ 2-3 năm nữa là nó sẽ. Anh này, cái tay này, nhìn này. Chất con quê này kinh đấy nhá. Lá này anh này. Lá này, trời ơi.
mát được cả tay. em bị kiểu bị nhìn cái này là... cái này khả năng căng tiền hơn hay kia. Thôi em muốn bán thì nó mua rẻ hơn thì em bán 48 triệu. 48 triệu quý vị như này. Nhìn nhưng này mà nó sẽ quý hơn này kìa. Nhìn này ai chả thích đúng không? Cái này xoay được không? Cái này xoay được. Đó, ui giời, nó nở nang nó mà nó lại nu, nó lại già đi. Toàn thon anh nhá. Hai nu toàn thon. Đầy đặn này. Này có cả tròn bệ nhá. Bình thường là cái nu nó ít tròn lắm. Bình thường là như thế. Ừ. Nhưng cái này thì có cả tròn bệ. Hay quá nhỉ. Cái này thì nó là một cái mà em phải đâm đô vào. Thực sự là như thế. Con này quay cái này đi để quay mặt sau. Rồi. Không có mặt xoay. À, không có mặt xoay. Được. Em đi, em cứ hy vọng em bán bộ bà. Để anh chạy sang đấy. Anh à. Ừ, anh em nào mà đợp được cả bộ thì hay. Bộ bà này thì cũng hy vọng là con để mà về sau mang cả ba cái đi chơi. Thế ra thì mặt sau thì nó trơn nhưng mà nó vẫn ra. Trơn nhưng mà nở. Có những cái nu rồi. Hay. Clip này thì sẽ nói về đấy cái đây mặt sau này. Ừ. Nó cũng đương nhiên là trơn hơn nhưng mà nó vẫn nù. Anh nhìn thấy không anh? Đúng rồi. Cái này như cây này thì nó lại được cái là cây này sẽ nhanh hoàn thiện hơn. Cây này nhanh hoàn thiện hơn. Đó. Hay quá. Hay quá. Cái này thì để mưa mưa là xanh quê mà em tự nhận thấy là đây anh quay cái này đi. Cái này nó là lù. Cũng xanh quê đấy à? Xanh quê. Ờ, nhìn xa lại từng nắm điền. Nó nở kinh khủng của anh này. Kinh nghiệm nhỉ. Em thích, bởi em thích cái hàng này lắm. Hàng khô đấy. Đây hàng mặt sau đây. Đó, mặt này dễ nhìn hơn rồi. Thế nó lại nu kiểu khác, nu là nu kiểu tự nhiên hay sao? Nu nó làm đầy luôn cả cái thân ra luôn. Cái này thì là cũng nó toàn hơn hai mấy kia nhá, cái này chỗ 70 đây. Chỗ 70. Đấy, dáng trực cái này thì nó là khoảng 48 triệu. 48 triệu quý vị nhá. Xin quê đấy. Cục nu đây. Ừ. Cái này thì nó đương đại nhiều đâu à? Thế này cái ngày trực núi em mua nhiều tiền lắm. Ngày này núi em mua cây đây là hơn 50 triệu. Đó. Nhưng hôm nay thì em bán là 36 triệu. Ui giời. Gần được gần bằng nửa rồi. Thế này thì nó là trực núi nên là nó khá là khó anh ạ. Khó kiểu nên lúc mà nó sòng ấy thì chỉ có xuống lá mới chơi thôi. Đúng rồi. Còn như cây kia thì mình phải nói là có lá chơi được. Thì đấy, nhưng mà thực ra vẫn nhiều người rất là thích những cái cây như này. Thế này thì nó khi đấy lá thì cũng tương đối nhá. Lá tương đối. Đó. Mà rụt rịt người mấy năm trời. Nói chung là 36 triệu. Quý vị lại nếu mà thích cây này thì lại là người được hưởng lợi. Ôi trời ơi anh nhìn nữa, anh trời nhìn ôi. Củ gừng đấy. Gừng. Củ gừng của người đây. Gừng ta chứ không phải gừng lai đâu nhá. Mà lá anh nghe, lá thì cũng rất cây. Là ok gừng, nha. Gừng này cay lắm. Cũng không cay lắm anh. Cái này 33 triệu. 33 triệu quý vị nhá. Khẳng định là đến đúng. Cái cây này mà anh cảm giác mình nhắc sang cái bể đá mà giống cái kích thước này thì đẹp lắm ấy nhỉ. Quý lắm, quý lắm. Ôi trời ơi. Nói chung là lại tưởng là đang ở bên vườn Bắc Bát Tràng hay nào chết bỏ mẹ. Nhưng mà anh thử thử đô này em vào cây chắc hơn này. Chắc lượng hơn nhiều. Hôm qua này cũng chỉ còn thay cái chậu cái thôi mẹ. Okay, kinh điển luôn. Em mê ra lắm việc quá. Cái giấy anh thử thử cả một cái giấy này đều phải sắp phải thấy chậu hết rồi. À. Anh cốt làm lên đây thì anh thử thử cốt làm lên đây. Anh em hôm nay ở đi siêu thị ấy nhỉ. Mỏi chân không hết cây. Anh nhìn cái độ sụn này. Cái độ sụn của cái này nhé. Đó. Tất cả cái độ những cái góc sụn sụn này. À, anh nhìn góc này. Tức là xem dài không mà phải xem được những cái đường thon chính cái này. Mới giống đây, mặt phải này. Đây, anh nhìn cái độ chảy xệ này. À. Những cái khe góc không? Ôi. Ôi giời. Rồi, mặt phải này đúng không? Mặt phải nó là kiểu một cái năm thon lực lưỡng. Thế này thì nó khoảng tầm cơ bắp và bắp đây. À, anh nhìn này, là những cái cốt chính này. Tức là bác nào mà chơi kiểu khi mà xanh chơi rồi những cái hàng này nó bị cuốn, nó sẽ bị theo kiểu đó. Là bất chấp ở đất được mùa. Nhìn thấy những cái này là thấy mê rồi, hiểu vậy. Thì cái này là 125 triệu. 125 triệu. Cái này thì anh đã sẽ quay rất nhiều lần vì đã ở với em rồi. Ui anh ơi,
nắng hù cái nhìn nó ghê không? Ừ, lại vừa nãy lại có dính tí nước. Đấy, nhìn kỉnh qua khai ra chết. Hai mặt anh ạ, nó mà vào cái chậu xi măng này. Cái này anh em về là kiểu gì, nếu mà ông nào múc là kiểu gì cũng lên chậu luôn, bởi vì cái chậu này là không xài được. Chậu gỗ. Chậu gỗ này quý vị. Ừ, nhiều khi có cái chậu tạm bợ thôi, nhưng mà nhiều khi về ngày lại thấy nó thôi cứ để nuôi thêm, nhưng mà con này về anh em là được chơi luôn, vì là có cái chậu đẹp rồi, nhấc vào này nó khác ngay. Cái này chắc tươm đấy. Cái này là khoảng tầm 125 triệu. 125 triệu vậy nhỉ. Ừ. Nhưng mà nó nụ ở hai mặt anh ấy, ngang ở mặt này. Cái bằng ngã, cái bằng ngã. Rồi, đấy. Bài toán đầu tư thì có lẽ tôi nghĩ anh em nên vào cái này. Ôi trời ơi. Đây làm liền nhá, làm liền vào nó. Chà. Ôi trời, hôm nay em xem không nghĩ nó biến thế này đâu. Nó lại cứ tấm vàng vàng rồi lại có những cái địa y nhìn nó đổi này, ghê. Con này quá, nó quá biến anh ấy. Ừ. Chủ em cùng lô không ngắm. Báo giá có bị hớ không đấy? Thôi đi, có con phải bán rồi. Đấy cái gì nha. Không đấy. Có lại cập nhật giá thì toi. Hôm nay cái clip cuối này là ok, này. Để anh em đi một vòng siêu thị vậy. Cái con này mới sao nhỉ? Nó ở em 3 năm nay rồi. Ta bảo không muốn ăn cắt này, ông ta bảo thích mới mua thêm cây không vội. Đây là một cái cơi mà nó quá là chớp, tay bị chết giờ đấy. Thế cái lúc mà người ta chưa cắt thì không vào mà bơi, mà bây giờ nhìn thế này rõ ràng này thì ông nào cũng hỏi thì chết. Anh sang mặt lên đây này, xem nó độ tụt rồi. Gầy đây, nhỏ như tiên lão thú nhỏ này, gầy đây. Thôi cứ 100 triệu anh ơi. 100 tròn à? 100 tròn. Nhìn này. Đấy là tự nhiên chứ. Mà của bọn nuôi đã 4 năm rồi, tí cái này rồi. Ừ. Thế mình, này, mình vào đấy bao lần mà mình hôm nay mình cảm giác như lần đầu tiên nhìn thấy cây này. Con nhiều cây lắm anh ạ. Anh em là thì gọi là hết tiền vì đấy thôi. Cây đẹp thôi. Em là cái thằng nó quá, những cái cây là hiện tại đang vị trí không có nắng nhá. Ừ. Tại vì nó lắm quá làm gì có chỗ để đâu. Đó. Ừ. Nơi 75 triệu nhá. 75 triệu vị nhá. Đấy. Khá lớn này, 1 2 3 ráng, chậu 80. Ráng quá phê luôn. À chậu 90. 90. 3 gang cộng với hơn 1 gang 50. Rồi. 3 gang cộng với đoạn này chậu 90 nhá. 90. Cái này 4 người khiêng nha. Đó. Lực nướng chuẩn bị này. Tay canh cổ cút này. Sáng quá nhỉ. Cổ này. Cổ từng đoạn một nha. Đấy. Mời quý vị. Cái này là 75 triệu. Ôi. Úi giời, ngoại rất đây kiểu đúng kiểu như toàn con mới sao ạ? Đâu, cái này vừa đem 4 năm rồi. Mới cắt ra mà. Ừ, bây giờ mà cái chỗ này này mà bày ra này đúng kiểu như là gọi là vườn kiểu tay to nào rồi. Thôi anh sao bên đây này. Vườn tay to rồi, con này kiểu cơ địa da rẻ nghe cái dày. Cái này ngày xưa nó là cái mầm. À. Thì em muốn nuôi một cái cây nữa. Ừ. Kiểu như một cái cây thơm một cái thon nữa. Ừ. Thì đấy, cái này 4 năm, 3 năm này. Canh này. Đấy, cái này là 75 triệu này. Lúc đông giá 3 cây 75 triệu. Đấy, 75 của. Thôi anh ơi. Cái thằng nơi đang dở hơi này. Thằng này cũng kiểu vừa đem lâu ấy, anh kiểu nhìn thấy bao giờ thật. Ừ, chắc kiểu sai. Nhìn thấy bao giờ. Cái sai này nhìn cái bài kê nó oách nhá. Đang tìm hiểu cái khu vực này xem thế nào. Đấy, nó già hết đấy, không có sẹo anh. Đấy, già quý vị, không phải sẹo nhá. Này, trong này này. Em đang toàn là vỏ này. Ừ, anh quay sai này. Em đang tính nhầm đục cái này. Đục vào này để cho nó cái này nó có cái độ gọt xuống này. Đục vào cái này cho nó cái tay nó sệ xuống cái này. Ừ. Đấy, nó thành một cái điểm quái, đục vào cái này cho nó bay này, à, thử thử. Cũng là một ý hay. Nhưng mà này nó lại là một cái sẹo nên phải nghiên cứu. À. Đục làm sao cho khéo. Không, thật ra anh nghĩ là không phải sẹo đây này. Đây này. Nó có cái hở này. Đây này. Và... Không có sẹo, không có sẹo chỗ. Đây, cả cái phần này là cái rễ của nó. Và... Đây này. Thì đó là luôn. Ý từ... Không có một tí cái sẹo luôn. Ý từ của em là anh xoay xa nhá. Đấy, có phải là một cái tay nó xệ xuống không? Đánh rồi, này. Rồi. Thì nó rất đẹp. Cái này đục ra không có sẹo luôn này. Ừ. Cái này này là cái rễ của nó này. Thì bác nào quan tâm thì mua về đục nhá. Cái này là 75 triệu. 3 cây đồng giá 75 triệu. Toàn kích thước lớn đấy, cái trong này 1 mét đấy. Size này về là ăn to đấy, không phải đùa đâu. Anh em sang bên này đi. Rồi vừa tưới nước vào nha. Vừa tưới nước vào mà đã vẫn còn những cái màu này, màu thời gian này. Hay quá, đợt này có nhiều lựa chọn đấy. Cứ đem lấy tỉ vào đây cho nó tươm tí. À, anh nghe. Một cây mới mua đằng sau này. Ờ, cây này thì mới thật. Cây này thì mới thật. Cây này một cái cây mà em nghĩ là về sau nó sẽ rất nhiều tiền.
một cái thon vách lang cổ này. Một cái thon cực khó mà long lợn tiết cành. Toàn lòng già đấy. Thế này là em đang bán với giá là 48 triệu. 48 triệu. À, mới... nghe có vẻ là tri ân khách hàng đấy. Mới mùa nha, mới mùa thì thôi nha. Nhưng mà khẳng định con này có thể tương lai 1-2 năm tới nhờ đủ được. Quý vị nha, không có gì đến lúc mà đẹp đẹp rồi lại khó mua. Quất luôn đi. Thương đang anh này. Cái con quê này. Quê em nuôi một bà đặng rồi. Và hôm nay tưới nước vào thì màu nó không, cái mùa thu này mình tưới nước vào nó thích lắm. À, anh ơi. Cái độ nù nha, anh sao mặt bên kia nên khủng, mấy thấy hay. Nó thì kiểu bận chuyện người cá chả về. Cá Tân Triều. Ừ, thế rồi, nù hết đấy. Con này 35 triệu anh nhá. Đấy, giá thì gọi là thơm tho. À, mới một mùa có xanh quê đây. Nhưng mà khó nhìn lắm, nhưng mà cứ quay đi cho vui rồi. Ừ. Xanh quê mà cốt cán ghê đấy nhỉ. Thực ra là những cái hàng này là hàng vì mình thích quá. Bản thân nó cũng cứ nù anh ạ. Hơn nó chảy mà đường khó thì quá là nhiều. Cái này mà cắt cụt thì vào năm điền ai cũng phải tin. Lá này quá nhỏ này. Thế nhưng mà tròn bệ đẹp nhá. Nhưng mà bây giờ cái này khó làm lắm. Cái này nó còn phải uống thuốc đầu nhiều rồi. Thời gian. Nhưng con này là một cốt quý đấy. Con này là cốt quý đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Giao lưu bao nhiêu? Giao lưu là 36 triệu. 36 triệu quý vị nhé, mua thuốc đầu. Ai chà. Chắc là anh thử ra cây mới. Ừ. Nhưng nó ở em 3-4 năm nay rồi. mới già được, nó gòn guốc các thứ đấy. Không được. 3-4 năm rồi quý vị, mình 3-4 năm ở đây và gặp nó rồi, nhưng mà bây giờ vẫn tưởng nó là cây mới. Những cái cuộn nạc thì đấy, đến khi mà đến cái đợt này mà cắt ra thì nhiều anh em giật mình thì toàn là tưởng cây mới, nhưng mà thực ra là 3-4 năm rồi mới thịt. Cuộn này thì chuẩn bị đến mùa gặt rồi, thịt là nó khoảng 95 triệu. 95 triệu quý vị nha. Chậu này chắc 1m2, chắc 1m1. Khủng. Nhìn ghê, toàn thịt là thịt. Không phải kết thúc thôi anh ạ. Anh em ạ. Con cái cây kia quên mất cái cây trực mà hoàn thiện đấy. Đấy gì? Ừ, đấy. Nốt anh em nhé, anh em xem nhiều quá, anh em lại không biết phải chuẩn bị bao nhiêu tiền để đến. Thôi có 20 đến cũng được rồi. 20 được rồi. 10 triệu cũng có cây rồi. Vâng. Cái này em bán 95 triệu này. 95 triệu, à cái này có vẻ là đối với các cụ biệt thự là mà là thích đây. Đẹp. Mà lại nghe có vẻ là giá nghe cũng thế. Còn đây thì mình phải nói là nó là hàng làng nghề. Nhưng mà nó lại có cốt cách, có phèm, có dáng. Đấy, và cổ gọn nó cũng làm tương đối ok. Mà đẹp hai mặt anh nhá. Còn đây có cái tay này rất là nghệ thuật. Lòng và lòng vòng lòng lợn tiết canh. Anh em có khoái lòng lợn tiết canh không? Mình khoái đấy. Hay quá. Ôi giời ơi. 90 mấy triệu nhỉ? 95 triệu. Ôi giời, mời quý vị tri ân khách hàng. Cây này là tôi nghĩ là giá tri ân khách hàng. Hoặc là có lẽ thể là mua được giá hợp lý. Chia sẻ với quý vị các anh chị. Mua sao thì bà mua đắt bán đắt, mua rẻ bán rẻ. Nó là những cây đẹp anh ạ. Ừ. Thêm à? Thêm đi. Cái cây kia cả mà nó này có lá. Cái cổng lá nhiều lắm. Đấy, siêu thị còn nhiều lắm quý vị. Nhưng mà có mà ăn nằm ở đây với An cũng kéo cả tuần, kéo chưa tác nghiệp được hết. Quý vị xem xong cây đầu lại quên mất cây cuối. Nhiều quá. Cái này 68 triệu nha. 68 triệu quý vị. 8 tầng mà khổng lồ ghép nha. À. Màn lệch đấy đây, con này là con quý chậu 70. Còn anh em nào mà bố trí thời gian đến được ấy thì không kiểu gì cây này không lấy cây này cũng sẽ có cây khác. Gọi là ưng chứ không phải là giá cũng có giá ưng, mà tìm được cây mình thích bằng được thì thôi. Đây, quá nhiều lựa chọn. Nhiều lắm, siêu thị hả? Đi siêu thị thì sao? Đi siêu thị. Mời quý vị đi siêu thị nhé. Cái này là giá là 75 triệu nhé. À, 75 triệu. Chỗ 90, cái này mà bán ra bao nhiêu? Một cây sông siêu đấy. Nhiều tiền. 5 liền. Hay quá, nhờ. Cái dáng cái này cũng là một cái hay đấy. Ủa, này là cái thị à? Cái thị anh. Lá non này hay nhỉ? Nghe anh có lấy cái thị không? Nhìn thấy anh tưởng nó cái cây không phải cái thị. Cái thị đấy. Cái thị đấy có quả rồi đấy. À đấy, anh em ạ, có quả rồi.
Từ từ để xem nốt cái cây xanh này. 75 triệu cây xanh này. Đấy, cây thị anh em lại trang tí hoa quả nha. Trang tí hoa quả này. Thì nó theo kiểu cắt chuyển anh ạ. Làm cũng cũng gọi là đầu tư đấy. Đây kìa, chim. Ồ, chân bệ cũng đẹp, dáng hay, điệu đà thiếu nữ. Đó là em là đang chán quá. Lại đang chán. 35 triệu anh em. Có quả mà cũng chán. 35 triệu quý vị nhá, một cây thị rất là bự đấy. Dưới lại có cả cây túc đó đây này. Thị túc. Nó ăn luôn vào gốc luôn là thành cái bệ của cây thị luôn. 35 triệu quý vị nhá. Nốt à? À, cây gì nhỉ? Bảy bông. Bảy bông. Thế đây thì hôm nay em bán 200 nhá. 200. Vâng. 200 triệu cả chậu, đúng không? Cây bảy bông. Bớt cho 108. Bớt chậu 108. Em ơi vẫn không hợp với nó là em thích bonsai cơ. Thích bonsai nho nhỏ bưng bê thôi. Nặng quá. Con này lại siêu trường siêu trọng. Nhưng mà những cái như này thì để vào Việt Phủ nó mới hoành tráng, nó mới hợp. Vì vậy mình lại vì nhân dân phục vụ thôi, vì cán bộ phục vụ thôi. Nhưng mà phải nói những cây như này thì mua cái giá ấy khó mua. Đúng đấy. Rồi. Không phải dễ mua đâu. Quý vị nhá. Chỉ có là cái tại không gặp khách. Đấy, à, ông chủ cũng đang có dấu hiệu là giảm giá để cho quý vị tiếp cận dễ hơn này. Mời quý vị nhá. Đẹp quá. Đấy, những cái này nó phải để với không gian người ta nhìn nó mới nổi. Nhà mình nó lắm quá. Lắm. Nhà mình nó nhiều quá thì thành ra nó nhàn. Để vào cái biệt thự gái mẹ cây này người bảo là ông mua tiền tỷ là cũng không ai dám ý kiến gì. Hợp lý. Trần bệ đẹp sạch sẽ không cháy mại gì. Mời quý vị nha mẹ. Wow, mẹ, hôm nay đi siêu thị rồi hơi bị đau ví đấy. nhìn thấy cây này lại thích cây kia. Lúc ấy lại ước mình có đủ tiền thì mình mua hết được tất cả những cây mình thích. Người quý vị nhá, ôi nhiều lắm. Người quý vị nhá, vừa nãy cái bộ ba anh em lưu ý cây này nhá. Mà vụt cái cây này là ưu tiên số 1 này. Không có thì nếu như mà không vụt được cả ba cây thì đớp cây này trước. Đó. Đó, gần quốc đầy đặn. Còn mà có đủ điều kiện thì quật cả ba. Mà hôm nay không mua nha, ngày mai đắt hơn đấy. Đấy, con này khẳng định là con này khẳng định càng để lại càng giá nó sẽ tăng lên theo giá bán ở đây chứ không phải là. Nói chung là ai nhỉ? Ok. Có bữa nay định lọc giá nhưng mà được. Để anh em tiêu hóa từ từ vậy. Vâng. Không có nhiều lựa chọn quá hoa mắt đấy. Vâng. Đi siêu thị cái gì muốn mua chết đấy. Mời quý vị nhá. Đấy, vào đây cái thì gọi là không lối thoát luôn. Rồi, có lẽ là kết thúc video nhỉ. Video này quý vị xem rất là nhiều thông tin dài. Hy vọng là quý vị có những cái thứ mà mình cần và kết nối được những cái cuộc giao dịch tốt ở đây. Rồi, xin chào An nhá. Rồi, em cảm ơn các bác đang xem kênh theo dõi hết clip nhá. Rồi, mời quý vị xem kỹ một tí nhá. Cần thêm thông tin gì alo An và có thể video trực tiếp với An theo số điện thoại trên màn hình nhé.